Khu tái định cư này dành cho những hộ dân bị ảnh hưởng cao tốc Bắc Nam, thành phần Chí Thạnh, Vân Phòng, nằm ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. 16 hộ gia đình chuyển về đây đã hơn 2 tháng. Ai cũng hài lòng về nơi ở mới khi mọi thứ đều thuận lợi. Khi mà chủ trương của nhà nước mà đưa ra mà đường cao tốc Bắc Nam ấy là dân ở Hòa An, không đi cô đều ủng hộ và chấp hành đúng quy định của nhà nước. Bồi thường thì cũng tương đối, cơ cả hai bên cũng tương xứng. Giờ ra đây ổn định cuộc sống đâu, nhà ở thì tốt. Để 46 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam đồng thuận bằng việc bàn giao mặt bằng sớm, nhận đất tái định cư nhanh, Phú Hòa đã vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách đúng quy định nhưng hợp lòng dân. Hộ bà Loan nhận được 1,9 tỷ đồng tiền đền bù đất và nhà ở, và bà cũng được giao 120m² đất không thông qua đấu giá, chỉ với mức 1,8 triệu đồng một mét vuông để xây nhà. Và đất ở khu tái định cư này cũng do gia đình bà và cùng nhiều hộ khác quyết định khi chính quyền đưa ra nhiều địa điểm tái định cư để dân lựa chọn. Thêm thì bản thân của cô là nhà nước đền bù như vậy là cũng là xứng đáng. Nhờ vậy là cô mới có, từng tuổi nay mà phải cất nhà khang trang dày chứ không, nếu mà không có đền bù được thì cô mãi ở nhà cấp 4 chứ không, cô không ở như thế này được. Kích thích tinh thần của bà con thì huyện, ủy ban huyện ủy cũng như ủy ban huyện là thống nhất là chọn vị trí nào mà nó đẹp nhất, trí tái định cư nó so với cái thị trường thì nó có cũng giá trị hơn hẳn, cho nên bà con thống nhất cao. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, hai khu tái định cư khang trang điện nước với các công trình khác đầy đủ, thì ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa cũng đã thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp ở nơi mới.